Hello, xin chào anh em. Hôm nay có một bộ PC mà theo cái cảm quan cá nhân của mình ấy, thì đây là một bộ PC full trắng mà có thể gọi là đẹp nhất từ trước đến giờ mình dựng luôn. Thì hy vọng là cái cảm quan của mình đúng, và hy vọng là một lát nữa khi mà hoàn thiện xong hết và show cho anh em xong thì anh em sẽ thấy là nó đẹp. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Hôm nay thì có rất nhiều những cái linh kiện mới lạ. Và hôm nay có một cái rất là hay này, đó là nhiều anh em hỏi mình là sao anh không build PC MSI đi, sao không dựng MSI đi. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ không dựng Asus nữa, mà hôm nay thì chơi MSI. Trước tiên là có con main MSI rồi, và tiếp đến là cái card đồ họa. Đấy, card đồ họa hôm nay cũng của MSI. Và anh em nhìn cái vỏ thôi là cũng có thể thấy là màu trắng. Đấy, hôm nay là hoàn toàn là tông màu trắng, main trắng này và card màu trắng. Đấy, và ngó qua con main trước đi. Con main là cái mà mình thấy là nó là cái mới lạ và nó có cái nhiều điểm hay ho nhất ngày hôm nay. Thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái main. Hôm nay là mình có con main MAGZ790S Wi-Fi. Con này thì chắc chắn là RAM DDR5 rồi. Và cái mã này thì giá nó cũng khá là cao đấy anh em ạ. Con này đâu đó là khoảng trên 11 triệu anh em nhé. Trên 11 triệu cho một con main. Thì nó cũng gọi là hàng tốt rồi đấy. Nếu mà cái phân khúc giá này thì nó sẽ tầm con Z790-F của Asus. Đấy, tầm phân khúc đấy. Đây, chúng ta sẽ cùng ngó qua con main. Đẹp chưa anh em? Nói chung là MSI thì là một cái thương hiệu mà mình cũng rất là thích từ trước rồi. Và cái bộ PC đầu tiên của mình là cũng dùng linh kiện của MSI. Tuy nhiên thì những cái thế hệ mới này thì mình thấy là giá thành của MSI nó hơi khó tiếp cận đến anh em, bởi vì là giá của MSI lúc nào nó cũng nhỉnh hơn so với Asus một khúc. Thế nên là cái việc bán Asus thì nó sẽ dễ bán hơn, nên là những cái mặt hàng phổ thông của MSI mình ít bán hơn. Còn lại thì MSI vẫn là một cái thương hiệu mà mình vô cùng thích. Thì ở đây là một con main Z790S Wi-Fi này, anh em nhìn này. Phần giáp tản trước đi. Giáp tản này, to này, dày này, liền lạc, và có một cái logo rồng rất là nổi bật này. Tản này thì mình thấy là nó là chất liệu nhôm rất là dày. Này, cụm cấp nguồn cho CPU này, hai đầu 8 pin này. Cái dàn VRM thì chắc là khỏi phải bàn rồi. Con này thì anh em chạy i9 thoải mái rồi. RAM DDR5 anh em nhé. Trên này các cổng fan là bình thường rồi này. À đây, có cổng ARGB này, hai cổng 5V ở trên này này. Đây, 24 pin này, 3.0 này. Type-C này, nói chung là nó khá tương đồng với những mã main khác. Ở dưới này thì đầy đủ các cổng ăn chơi, chả thiếu cái gì cả. Và con này thì khe M2 thì mình thấy là hình như là nó có 4 khe thì phải. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Chắc chắn là PCIe Gen 4 hết rồi. Và chúng ta sẽ cùng ngó qua cái phía sau. Đây, phía sau của nó này. Phía sau mình thấy cổng kết nối rất là nhiều luôn. Rất nhiều cổng USB này. HDMI DisplayPort có đủ này. Có tận 2 cổng Type-C này. Hai cổng Type-C, mạng LAN 2.5 này, Wi-Fi 6E này, chắc chắn là phải đủ rồi. Nói chung là ăn chơi này, giáp giếc này, các cổng kết nối này, không thiếu cái gì cả. Anh em chơi con này thì khỏi phải nghĩ rồi, vì là nó cũng thuộc phân khúc cao cấp của MSI. Và đặc biệt là con này màu trắng. Đấy, hôm nay là mình dựng con này lên để xem là cái màu trắng của MSI thì dựng lên nhìn nó sẽ như thế nào. Vì là anh em nhìn màu trắng của Rockchip cũng khá là quen thuộc rồi. Đấy, thì hôm nay là đổi gió tí, cho nó mới mẻ một chút. Main này, main thì đi với con main này thì mình sẽ dùng một con chip rất là khủng rồi. Và đương nhiên là cũng không thể tránh khỏi con Core i9 rồi. Core i9 13900K. Đấy, 13900K. Tuy nhiên là con Core i9 ngày hôm nay là hàng chính hãng anh em nhé. Đấy, thì sẽ có hai cái luồng ý kiến với anh em. Đây này, đây là hàng chính hãng thì sẽ có một cái tem phụ ở đây. Đấy, phân phối bởi công ty Tin học Viễn Sơn này. Thì sẽ có hai cái luồng ý kiến. Thứ nhất đó là dùng hàng sách tay giá rẻ, và thứ hai đó là dùng hàng chính hãng giá cao. Thì hai con này hiện tại giá đang chênh nhau khá là nhiều. Ví dụ như là hàng chính hãng và hàng sách tay nó chênh nhau khoảng hơn 2 triệu cơ. Thế nên là cái việc lựa chọn giữa hàng sách tay và hàng chính hãng thì anh em cũng đắn đo khá là nhiều. Cái này thì tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Anh em nào mà muốn bảo hành chính hãng nhanh gọn các thứ thì anh em có thể chọn hàng chính hãng giá cao hơn. Còn anh em nào mà có thể chờ đợi cái thời gian bảo hành thì có thể mua hàng sách tay. Cái này thì hoàn toàn theo cái nhu cầu sử dụng của anh em, thì anh em cân nhắc.
hôm nay thì khách yêu cầu mình là dùng CPU chính hãng. Thực ra là ban đầu là cấu hình này là dựng hàng sách tay, tuy nhiên thì về sau khách lại đổi ý và khách muốn là dựng chính hãng, thế nên là mình có đổi qua cái CPU chính hãng cho khách. Đây. Lắp chip vào cho anh em xem nhá. Thì 9 này. Sang một bên. Và chắc chắn là chúng ta phải chơi cái chống cong này rồi. Mấy con i9 này đợt này là mình tặng khách chống cong hết, chứ không là nó sẽ bị cong về lâu về dài, nó không ổn lắm. Tốt nhất là chơi cái chống cong luôn cho nó ổn. Và chúng ta sẽ lắp con chip trước. Đây. Đợt này mình mới biết là bên cung cấp chống cong cho mình, người ta chuyển cho mình hai loại chống cong, một loại màu bạc và một loại màu đen. Đấy. Thì nếu như mà main đen thì lần sau mình sẽ lắp cái chống cong màu đen, còn cái nào main bạc thì mình sẽ lắp cái chống cong màu bạc. Lắp này thì khá là dễ thôi. Anh em nhớ lấy lại cái ốc. Đây là cái chống cong này. Bộ này thì ngân sách đâu đó vào khoảng trên 90 triệu anh em nhé. Loanh quanh tầm 96 triệu cả bộ. Tuy nhiên thì không tập trung quá nhiều vào các đồ họa đâu. Bộ hôm nay thì chỉ dùng là 4070 Ti thôi. Thì sẽ có khá nhiều anh em là sẽ hỏi là tại sao là hơn 90 triệu mà chỉ dựng có 4070 Ti. Thì cái này hoàn toàn là theo nhu cầu của khách thôi. Anh em không thể là áp đặt là lấy một cái cặc đồ họa mà tham chiếu cho cả bộ PC được. Nói chung là bộ hôm nay còn rất nhiều thứ đắt tiền khác ngoài cái vấn đề là cặc đồ họa. Đấy, ví dụ như là cái main là hơn 11 triệu rồi này. Con Core i9 này cũng rất là đắt rồi. Là hàng chính hãng này, đấy tầm loanh quanh 15 triệu rồi. Như vậy là riêng bộ main chip này đã tầm 26 triệu hơn rồi. Thế nên là cái việc mà 90 triệu mà anh em muốn build kiểu như là 4080 hoặc là 4090 mà full trắng mà lại các thứ mà nó lại đẹp thì rất là khó. Và riêng cái dàn ổ cứng ngày hôm nay, mình sẽ show cái dàn ổ cứng này cho anh em xem. Nó cũng rất là đắt tiền rồi. Đầu tiên là một con KC3512GB. Cái này là để khách cài Win này. Đấy. Tiếp đến là hai ổ KC3002T. Thì hai ổ này là để khách dùng để làm không gian làm việc. Đấy, có nghĩa là anh em cài Win, cài phần mềm thì cài vào ổ 512. Còn lại thì những cái file mà để xử lý công việc ấy thì anh em sẽ dùng hai cái ổ 2T tốc độ cao này để xử lý công việc. Sau khi mà xử lý công việc xong thì cái lưu trữ anh em sẽ lưu trữ vào một cái HDD. Đấy, và hôm nay thì mình có một cái HDD rất là xịn. Con này là con file CUDA. Thường thì Seagate thì họ sẽ phân theo màu sắc ấy, màu sắc để phân biệt. Thì cái file CUDA này là một cái mà ổ cứng HDD nhưng mà lại có tốc độ rất là cao. Con này là HDD nhưng mà có tốc độ đọc lên tới tận hơn 200 cơ. Rất là cao đấy anh em ạ. Thường là những con HDD khác là nó chậm hơn con này nhiều. Thì riêng con ổ này đã khoảng gần 4 triệu rồi. Con ổ này gần 4 triệu rất là xịn này. Tiếp đến là hai con này mỗi con cũng hơn 4 triệu rồi. Đấy. Xong rồi con này thì tầm hơn 1 triệu. Như vậy là riêng cái dàn ổ cứng này cũng ngốn của khách là khoảng mười mấy triệu rồi. Đúng rồi, tầm mười mấy triệu rồi. Thế nên là cái việc mà khách muốn như thế nào và anh em muốn dựng như thế nào thì nó là hai cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thì mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề đấy nữa. Chứ một số anh em cứ comment là tầm này tiền mà chỉ dựng được có cạc 4070 Ti thì mình rất là buồn. Đấy. Mình cũng giải thích về cái phần ổ cứng này nhá. À quên, mình sẽ lắp luôn cái ổ cứng vào cho anh em xem. Để xem là cái khe ổ cứng của con main này như nào. Cái này nó là một cái lẫy đẩy anh em ạ. Đây này. Này là một cái lẫy đẩy vào này. Sau đó thì
anh em chỉ việc nhấc ra là xong. Con này thì nó cũng giống như là một số cái mã main cao cấp khác của Asus, là nó sẽ có cả cái miếng tản nhiệt ở phía dưới nữa. Có cả tản nhiệt trên, có cả tản nhiệt dưới. À, cái này bắt ốc à? À đây 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 đây. Đây rồi. Này là vào luôn anh em ạ. Khá là tiện. Khá là hay này. Không phải ốc yếu gì cả. Này nữa ta. Cái này ta 4 cái ốc. Mình xem này. Và sau khi mà tháo cái miếng này ra này, đấy, thì chúng ta sẽ có là hai cái khe M2 ở dưới này. Mình sẽ lắp là hai cái 2T vào đây. Nói chung là bộ nhớ hôm nay là cực kỳ lý tưởng cho anh em làm việc luôn. Nhất là mấy anh em mà kiểu edit hay là Photoshop ấy, rất là ngon luôn. À, mình bật mí luôn là công việc của khách chủ yếu là Photoshop anh em nhé. Thế nên là khách không cần dùng card đồ họa quá nhiều. Thế nên là cái lý do là dùng 4070 Ti hôm nay là như vậy. Thực ra thì Photoshop nó còn chả chạy mấy đến cạc cơ. Đấy, hai cái SSD, mỗi cái 2T vào đây. Quá ngon lành cành đào. À đây. Anh em nhớ lột cái này ra nhá. Phần giáp này thiết kế khá là liền lạc và đẹp. Tuy nhiên thì cái mã bên này thì nó cũng không phải là trắng hoàn toàn, mà nó là kiểu nền đen, sau đó thì dùng giáp tản màu bạc. Còn chi tiết màu trắng thì mình thấy là nó cũng không nhiều trắng lắm. Đấy, như vậy là xong phần chip này, main này, SSD này. Đấy, anh em đã thấy là dàn chip với main SSD hôm nay khủng không? 13.900K này. Ngoài một con Z790 rất là xịn của MSI này, và một cái dàn SSD này, một con KC3512G để cài Win này, và hai con KC3200T để làm việc. Rất rất nhiều ổ cứng luôn, rất nhiều ổ cứng xịn luôn. Đấy, vào cái phần RAM. RAM ngày hôm nay thì mình có cái kit RAM rất là đẹp. Sự là kit RAM này đẹp luôn. Cho anh em xem. Này là con Trident Z5 anh em ạ. Nhưng mà cái màu của nó là cái màu bạc. Màu này mình rất là thích ở cái cặp RAM 5 của Trident Z. Để mình lấy thêm ra. Cái màu này mình thấy là nó cực kỳ hợp. Cực kỳ hợp với cái main này này. Lấy thêm ra cho anh em xem. Hôm nay là RAM là chơi 4 thanh. Đương nhiên là bộ hôm nay thì mình cũng build cho khách để tập trung một chút về cái mặt thẩm mỹ. Mình cũng muốn là nó đẹp, nên là mình đã có chơi 4 thanh RAM luôn. Và cái màu của thanh RAM này anh em nhìn nhé. Đây, mình sẽ có 4 thanh RAM này. Và cái RAM này anh em có thể nhìn là nó cực kỳ hợp tông với cái main này luôn. Đây. Đây, nhìn tổng thể này. Đấy. Anh em nhìn màu của cái RAM với màu của main này, nó hợp với nhau không? Nó cực kỳ match với nhau luôn. Đấy, thì mình sẽ dùng 4 thanh RAM này. Và mỗi thanh RAM có dung lượng 16GB anh em nhé. Và bớt của con này là 6.000. Bớt 6.000. Như vậy là anh em sẽ có là 64GB RAM. Bớt 6.000. Và đây là con Trident Z DR5. Con này LED rất đẹp luôn. Đây, cái giải LED của nó sẽ mảnh mảnh này. Nhỏ nhỏ như này. Chuyển màu rất là mượt, sáng. Thì một lát nữa là lên hình thì mình sẽ show cho anh em xem 4 cái thanh RAM này. Bây giờ thì để cái này ra một bên đã. Rồi bây giờ thì
dọn dọn qua là mình sẽ cho anh em xem cái các đồ họa của chúng ta ngày hôm nay. Các đồ họa thì thực chất ấy, nó là cái con cạc mà mình đã có một cái video riêng về mã này rồi, nên là mình sẽ chỉ là cho anh em ngó qua về cái ngoại hình của nó thôi. Chứ còn con 4070 Ti màu trắng này này, anh em có thể xem lại cái video trước của mình thì mình có view khá là kỹ về con này rồi. Đây, có một cái pad di chuột tặng kèm cạc đồ họa này. Pad trắng, khá là đẹp. Đây là cái cạc của chúng ta. Đấy. Đây, đây là mặt trước của nó này. Rất đẹp luôn. Thì một lát nữa là lắp lên đấy, thắp sáng lên thì nó sẽ có cái giải led ở đây. Ba cái vạch này nó sẽ sáng này. Ba vạch này này. Cạnh hông thì mình thấy là khả năng là cái chỗ logo MEI nó cũng phát sáng này. Đấy, mặt trước này, mặt hông này, backplate này. Đấy, backplate hôm nay thì úp vào rồi nên là chúng ta sẽ không nhìn được cái backplate. Nhưng mà ba cái fan thì sẽ quay ra ngoài thì chúng ta sẽ nhìn được hết cả ba cái fan này. Và cái cạc này thì mình thấy là nó vừa vặn, không to không nhỏ, dựng lên rất là đẹp đấy. Chắc chắn là con này dựng lên đẹp này. Và 4070 Ti thì hiệu năng nó sẽ loanh quanh ở giữa là 3090 và 3090 Ti. Nhưng mà thực chất là hôm nay là khách làm việc rất là nhẹ, chỉ Photoshop thôi và chơi game. Chơi game thì 4070 Ti gần như là cũng chơi được hầu hết các tựa game 2K cơ bản bây giờ rồi. Đấy. Thì mình sẽ để cái cạc sang một bên. Cạc này thì anh em có thể xem lại những cái video trước của mình nhá. Mình có nói rất là kỹ về con này rồi, không nói lại nữa. Còn về phần nguồn, đây là phần nguồn của chúng ta. Nguồn thì mình dùng một cái mã nguồn quen thuộc thôi. Con này là con Corsair RM1000E. Mã này thì chắc chắn là kéo thoải mái cái bộ này rồi. Bộ này thì chỉ có con i9 là nặng thôi. Còn con 4070 Ti thì nó cũng ăn thì loanh quanh khoảng 200 mấy chục watt điện. Nó không vấn đề gì cả. Cộng thêm con chip thì anh em chạy căng lắm thì cũng chỉ tầm khoảng gần 300 watt là cùng, là nhiều lắm rồi đấy. Thì hai cái đấy là nhiều nhất thì cũng chỉ khoảng 500 đến 600 watt điện. Thì hôm nay là mình dùng một con nguồn 1000 watt xịn thì thoải mái cho cái cấu hình ngày hôm nay rồi. RM1000E thì nó là một cái mã nguồn mới của Corsair. Nó là có thiết kế gọn gàng này, fan thì đỡ ồn hơn. Còn lại thì nó cũng giống con RM1000 hồi xưa thôi, không có gì khác cả. Cái quan trọng ngày hôm nay ấy, mình muốn nhấn đến, nó là cái hệ thống vỏ này, tản này và fan. Vỏ tản fan hôm nay là cái hệ thống mà mình kết hợp khá là hay. Cái i60 ấy, cái vỏ hôm nay là con Hite i60. Thì mình mới có một cái video lên về cái vỏ đấy kết hợp với con LT720. Đấy, nhưng mà cái video hôm đấy thì cạnh hông thì dùng hai cái fan 120 của Deepcool thì nhìn nó không được đẹp lắm. Thì hôm nay là mình sẽ kết hợp như thế này. Có nghĩa là vỏ thì mình sẽ dùng là Hite i60, tản thì là LT720 màu trắng. Nhưng mà hệ thống fan thì mình lại dùng của NZXT. Đấy, NZXT. Vậy thì cái cách lắp và cách bố trí như thế nào thì mình sẽ giải thích luôn. Đó là pack 2 fan 140 thì mình sẽ lắp ở cạnh hông. Đấy, cạnh hông của cái vỏ là mình lắp 2 fan 140. Pack 3 fan 120 thì mình sẽ thay thế cho 3 cái fan không có led của cái tản nhiệt nước. Đấy, ở trên nóc. Và một cái fan lẻ này này thì mình sẽ lắp ở phía sau cùng. Đấy, như vậy là full fan của NZXT. Nhưng mà tản thì lại là của Deepcool. Con Deepcool thì có cái block nước siêu đẹp rồi, nên là mình đang muốn tận dụng cái block nước siêu siêu đẹp của con này, kết hợp với một con vỏ cũng rất rất đẹp là con Hite i60. Và dựng cái cạc đồ họa 4070 Ti trắng ngày hôm nay lên thì cá nhân mình nghĩ là bộ hôm nay sẽ rất là đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp đặt và mình sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Chắc chắn là anh em rất hồi hộp đúng không? Bây giờ thì Chiến ơi. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, anh em thấy ổn không? Ổn áp nha. Đây là tổng thể của cả bộ PC nhá. Nói chung là cái bộ PC ngày hôm nay thì mình cũng không test hiệu năng làm gì cả. Bởi vì là con coi i9 13900K và 4070 Ti thì hiệu năng như thế nào anh em cũng nắm rất là rõ rồi. Nên là hôm nay chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến một việc, đó là ngoại hình của bộ PC ngày hôm nay nhìn nó như thế nào thôi. Và đây là tổng thể ngoại hình. Anh em thấy đẹp không? Đẹp nhờ.
Đấy, cá nhân mình thấy nó rất là ok luôn. Thực sự là đây là một bộ mà mình rất là ưng ý. Thì mình sẽ đi vào từng phần cho anh em xem nhá. Đầu tiên là cái vỏ đi. Vỏ hôm nay thì là một cái mã vỏ siêu siêu đẹp rồi. Còn Hitel i60, con này thì ngoài cái nhược điểm là giá quá cao ra thì mọi thứ với cái vỏ Hitel i60 này đều rất là ngon. Anh em có một cái thiết kế dạng bể cá nhưng mà nó lại cắt vát này, nó lại cắt vát ở cái phần giao nhau giữa hai kính, chứ không phải là làm cái hình vuông góc giống như là những cái mã vỏ bể cá khác. Thì đây chính là cái điểm nhấn rất là mạnh của cái vỏ Hitel i60 này. Và có cái điểm thứ hai mình rất là thích ở cái vỏ này, đó là cái dựng cạc. Đây, cái dựng cạc là đi kèm sẵn, anh em nhìn này. Đấy, cái dựng cạc đi kèm sẵn. Tuy nhiên thì cái đầu cắm dây riser mà cắm vào cái main đấy được làm một cái thanh nhựa màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, nên là khi mà chúng ta mà cắm cái đầu dây riser vào cái main thì cái phần chi tiết cắm vào đấy trông nó rất là đẹp luôn. Nó không hề bị lạc lõng hay là không hề bị xấu đi một tí nào cả, mà nhìn nó đầy đặn và nó đẹp hơn rất là nhiều. Và cái phần cắm này thì cũng là màu trắng luôn. Và cái mã vỏ Hitel i60 này thì lần trước là mình có dựng cho anh em xem ở một cái bộ PC tầm 50 triệu ấy. Bộ đấy thì là một cái bộ mà tặng sinh nhật. Thì dựng cũng là vỏ này với cái tản LT720. Đây là cái tản LT720 của chúng ta. Tuy nhiên ấy, thì cái hôm đấy cái tản LT720 thì lại lắp cái fan của Deep Cool. Đấy, nhưng mà hôm nay thì mình đã kết hợp lại. Cái LT720 ngày hôm nay là mình đã lắp là 3 fan của NZXT. Đây anh em nhìn này. Đây là cái pack 3 fan F120 của NZXT. Đấy. Nói chung là nhìn bên ngoài thì nó ok hơn đấy, nhưng mà lên video thì trông nó hơi tối tí anh em ạ. Ngoài ra thì hệ thống fan ngày hôm nay là mình đã bổ sung thêm 2 cái fan ở cạnh hông. Anh em nhìn này, 2 fan cạnh hông là 2 fan 140 nhá. Đấy, trông nó đầy đặn hơn rất là nhiều so với cái việc là anh em chỉ để 2 cái fan 120 ở cạnh hông. Thực ra là có một số video nước ngoài mình thấy là họ lắp được tận là 3 fan 120. Tuy nhiên thì mình cũng chưa thấy cái chỗ lắp ở đâu cả. Thế nên là thôi mình chơi hẳn 2 fan 140 cho nó hoành tráng. Nên là nhìn tổng thể cũng rất là ok đúng không? 2 fan 140 anh em lắp ở cạnh hông thì trông nó đầy đặn hơn. Và nó fit luôn với cạnh hông luôn. Và ngoài cái việc đẹp ra thì nó cũng giúp là làm mát cho cả bộ PC khá là nhiều. Bởi vì là 2 fan 140 thì cái lưu lượng gió khá là cao. Và ngoài ra thì bộ hôm nay là mình cũng dùng một cái fan sau nữa. Fan sau thì nó cũng là fan F120 của NZXT thôi. Và đây là bản duo thì nó sẽ có một cái viền LED ở phía sau này nữa. Đấy, nhưng mà cái vỏ này thì cái nền bên trong nó là màu đen nên là nó không nổi bật được cái phần LED ở phần gầm. Và anh em lưu ý giúp mình là cái mã vỏ này mình sắp về một cái bản mà bên ngoài màu trắng và cái lòng bên trong cũng là màu trắng luôn. Có nghĩa là OY anh em ạ, tất cả là màu trắng hết. Đấy, thì hy vọng là cái vỏ đấy về thì sẽ có anh em nào đó dựng với cái vỏ đấy và mình lại lên một cái bộ PC thật là đẹp và thật là lung linh cho anh em xem. Và bật mí luôn anh em là 4080 Rockchip màu trắng hiện tại thì đã có hàng tại thị trường Việt Nam. Nên là anh em có thể đặt trước một bộ PC với cái vỏ màu trắng này và với một con 4080 Rockchip màu trắng thì mình nghĩ là nó sẽ siêu siêu đẹp luôn. Kết hợp với một con main Rockchip trắng thì nó gọi là thôi rồi. Đấy, còn lại thì bây giờ chúng ta lại cùng ngó qua về phần nội thất của em nó nhỉ. Nội thất thì sẽ có một con main là Z790. Đấy, S Wi-Fi. Đây là một cái mã main mà cũng kiểu như là nửa đen nửa trắng của MSI đấy. Con này thì phần giáp tản là trắng bạc, còn lại thì cái nền mạch thì là màu đen chứ không phải là full trắng hoàn toàn. Đấy, và có cái logo MSI ở đây. Và cái biểu tượng con rồng là có LED ARGB anh em nhé. Và cái LED này thì anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh ở trên cái phần mềm MSI Mythic Line. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái dàn RAM khá là đẹp. Đây là dàn RAM Trident Z DR5. Anh em nhìn qua nhé, kéo sáng lên một tí cho anh em xem. Đấy, cái dàn RAM hôm nay thì nó lại pha trộn giữa cả đen cả bạc. Nên là bốn cái thanh RAM này nó rất là hợp với cái main ngày hôm nay luôn. Anh em nhìn này. Đấy, main là cũng là đen bạc và RAM thì cũng là đen bạc. Và cái LED của G-Skill thì luôn luôn là cực đỉnh. Và cái LED của Trident Z thì luôn luôn rất là đẹp luôn. Anh em nhìn mượt chưa? Chuyển màu mượt chưa? Siêu siêu mượt luôn. Đấy. Và bên ngoài thì cái độ sáng của nó cao hơn là trên video khá là nhiều. Hôm nay thì trên video thì nó hơi tối tí. Còn anh em nhìn bên ngoài thì nó sẽ sáng hơn.
Và 4 thanh RAM này thì kết hợp với cái block nước của LT720 thì hết nước chấm rồi. Quá đẹp luôn anh em nhỉ. Và đây nhân vật chính của chúng ta là cái card đồ họa 4070 Ti. Đây là cái card đồ họa phiên bản màu trắng Gaming XGO rất đẹp luôn. Anh em ngó qua này. Đây là một cái mã card 3 fan to nạc. Con này thì mình cũng đã giới thiệu ở video trước cho anh em rồi. Ngoại hình thì anh em cũng nắm được rất là kỹ rồi. Tuy nhiên thì cái phần LED, cái phần LED mà sau khi cắm lên đèn ấy thì anh em chưa được ngó đúng không? Thì đây chính là cái phần LED của nó. Mặt trước thì chúng ta sẽ có là ba cái sọc LED này, ba cái sọc LED ở bên trên này và ba cái sọc LED ở bên dưới này. Đấy, và cái card đồ họa thì được kết hợp giữa màu trắng và màu bạc rất là đẹp luôn. Để xem cái phần cạnh hông của nó có LED không nhá. Đây, phần cạnh hông của nó có luôn anh em này. Phần cạnh hông thì sẽ có LED ở cái logo rồng và cái chữ MSI này này. Đấy. Dựng cạc lên trông ngon lành cành đào luôn. Quay lại tổng thể phát nhỉ. Nói chung là bộ PC ngày hôm nay thì quá đẹp rồi. Thực sự là không còn gì để bàn bộ này nữa rồi. Và dành cho fan MSI. Còn anh em nào mà thích Gigabyte thì sẽ chơi kiểu dòng Aero. Còn anh em nào mà thích Rockchick thì chơi dòng Rockchick trắng. Đấy. Đấy thì hôm nay là chắc là chỉ view qua về ngoại hình cho anh em như thế này thôi. Chứ còn hiệu năng bộ này thì khỏi phải bàn rồi. 13.900K này, 64GB RAM 5 này, 4070 Ti này. Gần như là anh em làm gì cũng ngon. Và cái dàn ổ cứng của bộ này thì cũng cực đỉnh. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu BPC thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook. Thì mình sẽ tư vấn chi tiết cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC khủng tiếp theo.